Vâng, em lên video này để chứng minh cho các bác và anh em cùng thấy được với những cặp loa của chúng em ngày hôm nay có thể nghe nhạc hay một cách xuất sắc như nào. Bên cạnh khả năng karaoke thì rất tuyệt vời rồi nhé. Nghe nhạc không thua kém gì những dòng loa high end và ăn ghép đồng bộ để chúng ta có thể chơi đa năng. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức nhé. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn nguyện thề non sẽ không thể. Đấy, cái bộ dàn này thì các bác cũng thấy được đó, âm thanh rất sắc nét chi tiết đúng không? Đây là loa 8-90 Pro các bác nhá. Bên này là đóng e-căng lại như này. Và khi bên kia thì tháo e-căng nó sẽ có một cái thiết kế rất đẹp, rất sang trọng. Bát 30, hai loa chung, hai loa chép. Hai loa chép titan. Màu gỗ rất đẹp, sang trọng. Công suất từ 300 cho tới 700 W một thùng, đánh thoải mái gia đình. Từ 15 đến 50 mét vuông các bác nhá. Tiếp theo là một chiếc loa siêu trầm Monster Bass 30 chạm điện này. Nó tạo ra cái tiếng gầm gừ uy lực cho bản nhạc nó thêm phần hưng phấn hơn. Một chiếc đẩy lê vang X22 tích hợp tất cả trong một luôn. Vừa là đẩy vừa là vang số rồi giải mã 6 chế độ hát, nhiều chế độ chống hú và những ISO vang nhại chúng ta dễ dàng sử dụng. Và bên trên là một cắm mic không dây VK321 huyền thoại đấy. Tiếng mic dày hát nhẹ hút mic các bác nhé. Trong bộ này có giá chỉ hơn 30 triệu đồng thôi. Đêm đã đi xây mộng.